Bây giờ chúng ta học sang cái bài kinh mới. Và lại có cái kinh gọi là kinh ước nguyện, cái mong ước. Ước nguyện, mong ước. Ước mong, ước muốn. Akankhaya là hàng vốn là thì hàng dùng đây là dùng cái động từ để mà một cái thể cách thức biến đổi của động từ dùng cho cái kinh này cũng có cái ý dùng hay này. Còn nguyên của từ của nó đang là Akankhana là ước nguyện, sự ước nguyện một nào một danh từ. Còn bên này là Akankhati. Thì bài kinh là nói đề cập đến những cái mong ước, ước nguyện chính đáng của vị tỳ kheo. Chúng ta thấy này, đây cái bài kinh này vừa rồi là mình thấy là 19 cái ác dục vọng này. Bây giờ đến cái bài kinh này thì nói đến là những cái mong ước hết sức là chính đáng của vị tỳ kheo, người xuất gia. Đấy. Còn trước đó thì chúng ta thấy 19 cái là ước mong mà hoàn toàn là mê lầm. Hoàn toàn là vị kỷ, hoàn toàn là ích kỷ, hoàn toàn là nhỏ nhen, hoàn toàn là xấu xa. Bây giờ chúng ta đi qua cái bài kinh này là đề cập đến một số các cái ước nguyện, cũng ước chừng mười mấy cái ước nguyện đấy. Nhưng mà ước nguyện hết sức là chính đáng của vị tỳ kheo mà tha thiết học tập hành trì giáo pháp Đức Phật. Này, với cái ước mong là làm sao mình để được đạt được cái sự tiến bộ này trong về vấn đề tu học giáo pháp Đức Phật. Làm sao mình lại được mọi người thương quý. Làm sao mình được là trợ ơn được với những người mà tín chủ mình là thọ ấn ấy. Rồi làm sao ngay cả những người thân của mình họ khi họ nghĩ nhớ đến mình họ còn nhớ đó mà được phước báo, được là may mắn. Ở đây xem như là những ước nguyện chính đáng của vị tỳ kheo. Thì chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh này. Cái nội dung chính của bài kinh này cũng nằm ở trong cái tất cả là mười mấy cái ước nguyện ấy thôi, không phải. Xem như cái đối lập lại cái bài kinh này là vô ủy này, vừa mà ngài Xà Lợi Phất vừa trình bày này, thì chúng ta cũng sẽ tiếp cận cái bài kinh này thông qua những cái gọi là truyền thống, là xem cái phần đầu, phần duyên khởi, phần nhân duyên hay là lý do ra đời, lý do xuất hiện của bài kinh. Và phần thứ hai là chúng ta tập trung vào xem cái nội dung chính của bài kinh. Và phần thứ ba là xem phần C là kết luận. Thì đây cũng là bài kinh mà chúng ta có cái phần duyên khởi cũng là đơn, nhưng mà cũng đơn giản có chứ. Hay là cái lý do mà hình thành nên bài kinh này, xuất hiện này, ra đời của bài kinh vậy. Thì bài kinh nói cho chúng ta biết rằng là cái bài kinh này là do rằng là Đức Thế Tôn, tất nhiên là Đức Phật này, và thuyết giảng cho các tỳ kheo mà khi ngài đang còn trú ở tại Jetavana, ở tỉnh xã do ông là cấp cô độc xây dựng đấy. Này, cũng như là một số cái bài kinh trước đây vậy, chúng ta xem như là những cái bài học hàng ngày, những bài thuyết trình, bài thuyết giảng, bài giảng dạy hàng ngày của bậc đạo sư dành cho các học trò đệ tử của mình, chứ không có gì đặc biệt. Thì đấy là cái phần duyên khởi vậy. Và cái phần mà là trong đó thì gọi là Thế Tôn gọi các tỳ kheo và thuyết giảng và có một cái lời, còn xem như một cái lời khuyên này, xem như có một cái lời khuyên này: các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bồn, sống phong hồ với sự phong hồ của giới bồn, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy sự nguy hiểm trong các lộ nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Ở đây lời khuyên mà mang tính cách về là giới đức của bậc đạo sư dành cho các học trò của mình. Đây, một cái lời khuyên thôi. Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bồn. Này, giới hạnh Sampanna là đầy đủ, giới hạnh là sila, là túc đấy, là túc là đầy đủ đấy, minh hạnh túc đấy. Sampanna là đầy đủ, chúng ta có cái từ gọi là minh hạnh túc thiền thề đấy. Đầy đủ là giới hạnh, đầy đủ giới bồn, bồn này nghĩa là cái bộ luật á,
Này thì cũng gọi là Sama, là Patimokkha đấy. Đầy đủ giới bộ Patimokkha. Này, hãy sống cho gọi là đầy đủ giới hành. Rồi chúng ta sẽ giới hành này, gọi cái giới bộ này. Thì ước chừng là cái bài kinh này là có thể nói là xuất hiện là sau khi mà đã hình thành nên lần cái bộ luật á, bộ luật Ba La Đề Mục Xoa Patimokkha này là bắt đầu được thiết lập đấy. Thì lúc bây giờ là có thể nói rằng đã được ứng dụng ở trong tăng chúng rồi mà có cái lời khuyên như thế này. Chứ còn vụ mà trước đó mà chưa có Đức Phật mà chưa ban hành giới luật thì chỉ có gọi là giới hành này thôi, sila này thôi. Thì chúng ta thấy nói giới hành là vậy đó, sila này. Samadhi, giới định tuệ đó. À, hoặc là đôi khi gọi là Adisila, tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng trí tuệ. Đấy, tăng thượng trí tuệ thì đôi người gọi là giới định tuệ đó. Thì đây nói là giới hành là vậy đó. Nhưng cái nền tảng đạo đức của là bậc thành đạo hay của con đường là giải thoát giác ngộ do Đức Phật là thuyết giảng. Nhưng nền tảng đạo đức này mà quý thầy đọc ở trong cái bài kinh là Đại Kinh Sông Ngựa, là bài kinh là mà ấp Đại Kinh thì thầy rất rõ có những cái mục mà được gọi là thuộc về giới hành này. Này, ví dụ như là ta mà quý này, có cái thái độ là xấu hổ và sợ hãi đối với thân làm ác, đối với miệng nói ác, đối với lời ngồi nói ác, vậy là ta mà quý này. Này, thứ hai là thân hành, khẩu hành, ý hành, thanh tịnh, nghĩa là ba nghiệp thanh tịnh còn thuộc về giới hành này. Sila này. Rồi thứ ba là gọi là mạng sống thanh tịnh, gọi là cái chánh mạng đó, nuôi mạng sống bằng những cái phương tiện mà chính đáng này. Đây là thứ ba này. Thứ tư là tiết độ trong ăn uống, gọi là nói đến cái sống gọi là điều tiết hay tiết độ hạn chế giới hạn trong cái việc ăn uống chừng mực này, tiết độ trong ăn uống. Đây là thứ tư này. Thứ năm là hộ trì các căn. Này, hộ trì các căn chúng ta không nhớ nó thuộc về cái giới hành. Này này. Giới hành thuộc về giới hành. Này, thứ sáu là gọi là chú tâm cảnh giác. Là chú tâm cảnh giác. Này. Là chú tâm cảnh giác nghĩa là cái sự gọi là chú tâm theo dõi cái tâm thức của mình. Không để cho các ác bất thiện pháp nó dễ khởi, nó quấy rầy cái tâm tư, nghĩa là thường xuyên theo dõi tâm thức của mình và loại trừ đi những cái gọi là dục niệm, sân niệm và hại niệm, thì gọi là chủ tâm cảnh giác là vậy. Đây là một mình nói đến một cái gọi là sống mà tu tập hàng ngày của tỳ kheo ni đấy. Này là mà xem như là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vì ấy cái áp dụng cái phương pháp này mà chúng ta hôm trước là học về kinh đoạn trừ lậu hoặc nó thuộc về cái pháp môn là trừ diệt đó, loại bỏ đi những cái gọi là ác dục niệm đó, là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy này. Này thì có thể nói xem như là cái chú tâm cảnh giác này vậy. Cái chú tâm cảnh giác cũng là thuộc về những cái gọi là giới hành, và nó có cái công năng loại sạch đi các cái pháp ác bất thiện, các cái gọi là chướng ngại pháp, cái pháp chướng ngại, những cái pháp chướng ngại. Aranija là chướng ngại, nghĩa là nó gây trở ngại cho cái công cuộc mà tìm kiếm mà giải thoát giác ngộ. Nó gây trở ngại, gây chướng ngại cho cái mục đích là hướng đến cái sự đoạn trừ các lậu hoặc, thì gọi là Aravanija là vậy. Thì cái việc mà gọi là chú tâm cảnh giác là vậy đó. Để mà loại trừ đi các cái pháp gọi là ác bất thiện, các cái pháp chướng ngại, đồng nghĩa là loại trừ đi dục niệm, sân niệm, hại niệm. Thì dục niệm, sân niệm, hại niệm ấy được xem như là chướng ngại pháp, các cái pháp chướng ngại. Bởi vì những cái pháp ấy nó ngăn trở, ngăn cản, này gây trở ngại cho cái vị hành giả là tiến tu trên con đường mà hướng đến cái mục đích đi giải thoát và giác ngộ, do đó gọi là chướng ngại pháp là vậy. Này, thì nó cũng thuộc về giới hành, gọi là chú tâm cảnh giác. Này, và cuối cùng đó là chánh niệm tỉnh giác, xem như là tất cả là bảy cái đề mục mà thuộc về là sila, là giới hành này. Này rồi tiếp theo nữa là định học,
Tiếp theo nữa là tùy học. Này. Thì ở đây chúng ta thấy là cái lời khuyên Đức Phật liên quan đến cái giới hành là phải đầy đủ giới hành, là nói đến cái nếp sống gọi là hành trì bảy cái đề mục này này. Tàn quỷ thân hành, cầu hành, ý hành, thanh tịnh mạng sống, thanh tịnh hồ, trì các căn tiết độ trong ăn uống, chủ tâm cảnh giác và chánh niệm tỉnh giác, thì tất cả là bảy cái vấn đề gọi là thuộc về sila. Nó phải đầy đủ, phải trọn vẹn đó. Samanya. Rồi đầy đủ là giới bộ. Đại nghĩa là hành trì, phải thực thi. Này, phải chấp trì đầy đủ về cái bộ luật mà ba lời đề mục xoài. Bao nhiêu là Sikkhapada nghĩa là giới điều ấy, phải chấp trì cho đầy đủ. Gọi là đầy đủ giới bộ. Sống phong hồ với sự phong hồ của giới bộ này. Đầy đủ uy nghi chẳng hành, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chứng chẳng lành thọ và học tập các học giới. Ở đây có cái từ hay này, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, thì từ rất hay. Đây nói đến cái vấn đề và nên là hết sức thận trọng của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni trong nếp sống gọi là giới đức là vậy. Cẩn thận từng lỗi trong ngay cả trong ý niệm, lỗi nhỏ nhặt là vậy đó, ý niệm. Cái lỗi nhỏ nhặt ấy, hay là hina, lỗi nhỏ đó, hina, hinayana đấy. Là tiểu thừa đó. Đây, lỗi nhỏ. Lỗi vùng vặt. Đây. Anumata vajra là những cái lỗi nhỏ mà phải thấy sự nguy hiểm trong cái lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ đây là những cái chuyện cũng là lời sai lầm nhỏ nhỏ vặt mà kể như là việc là nhỏ nhiệm lắm. Những cái lỗi lầm rất nhỏ nhiệm mà vì ấy phải thận trọng, phải cẩn thận, đừng để rơi vào những cái lỗi nhỏ nhặt ấy. Và cái lỗi nhỏ nhặt đấy đồng nghĩa rằng những cái ý niệm bất chính nó bắt đầu dậy khởi trong tâm thức, thì lúc bây giờ cần phải loại trừ đi. Ngay cả ý tưởng bây giờ phải loại trừ đi. Thế đây gọi là lỗi nhỏ nhặt, thận trọng hết sức ngay trong những cái tâm tưởng này bất thiện nó có dậy khởi mộng khởi lên thì phải ngay lập tức phải loại trừ đi. Rồi chân chánh lãnh thọ các và học tập các học giới, thì đây nói đến vấn đề là thực hành các cái giới điều đó, Sikkhapada của bộ luật Patimokkha này. Đây là lời khuyên, xem như là lời khuyên mở đầu của Đức Phật này dành cho chư tăng mà liên quan đến cái vấn đề là giới luật và giới hành này. Phải nỗ lực để mà tu tập một cách đầy đủ về giới hành của người xuất gia và giới luật dành cho người xuất gia là vậy. Thôi cái phần này chúng ta xin nghỉ là tuần tới chúng ta sẽ nói ha. Hôm nay xin nghỉ ở đây. Cảm ơn quý thầy.